Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Amphat Computer. Trên bàn mình là Legion Pro 7, một mẫu máy mà chúng ta đã quá quen mặt rồi. Trước đây thì mình cũng đã có một cái video nói về phiên bản cao cấp nhất của mẫu máy này. Tuy nhiên thì cái mẫu máy của ngày hôm nay nó sẽ là một cái phiên bản thấp hơn một chút. Đây là phiên bản chạy 4080 thay vì 4090 như là lần trước mình đã làm. Vậy thì với mức giá rẻ hơn thì chúng ta có nên mua mẫu máy này hay không? Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay sau intro. Trước khi bắt đầu video thì mẫu Lenovo Legion Pro 7 này đang được bán tại Amphat Computer. Nếu như bạn nào đang có nhu cầu muốn mua hoặc là muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này, có thể kích vào đường link ở dưới phần mô tả đến với Amphat Computer nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả phần tổng quan thiết kế đi. Về phần tổng quan thiết kế cũng như là ngoại quan của mẫu máy này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó không khác gì so với cả những cái phiên bản Legion Pro cả. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế được hoàn thiện toàn bộ từ kim loại này và tất cả các cổng kết nối sẽ được để lùi về phần cạnh sau. Cái điều này thì sẽ giúp cho chúng ta đỡ vướng víu hơn khi chúng ta cắm những thiết bị ngoại vi. Tất cả những điểm ở trên con laptop này thì không có gì để chê cả. Với cân nặng 2,6 kg thì mình thấy đây là một cái cân nặng khá là vừa phải cho một con laptop 16 inch và thêm với đó là chúng ta sẽ có một cấu hình rất khỏe mà tí mình sẽ nói sau. Ở phần cạnh dưới này chúng ta vẫn sẽ có một cái giải LED rất là quen thuộc ở dòng Legion Pro này. Bàn phím và touchpad thì nó sẽ y hệt không khác gì so với cả phiên bản trước mình đã từng làm cả. Chúng ta sẽ có một cái bàn phím RGB per key với bàn phím là full size nhá. Chất lượng bàn phím thì mình thấy khá là tốt, khoảng cách phím đều nhau này, độ nảy này cũng như là hành trình phím khá là sâu. Thế nên là cái bàn phím này mặc dù là nằm ở trên một con laptop gaming đi nhưng mà chúng ta vẫn có thể soạn thảo văn bản rất là thoải mái ở trên con bàn phím này. Phần touchpad thì nó không quá to, nó không quá nhỏ. Nó vẫn giống như phiên bản trước, chúng ta sẽ có một cái touchpad nó vừa phải dành cho một con laptop 16 inch. Nhìn chung thì cái phần ngoại quan, cổng kết nối này, bàn phím và touchpad này nó y hệt, nó không khác gì so với cả phiên bản trước cả. Thế nên là mình chỉ đi qua như thế thôi. Giờ chúng ta sẽ đến với cả phần màn hình nhá. Màn hình ở trên những dòng Legion Pro thì nó sẽ có một cái gì đấy nó pro hơn so với cả những cái dòng Legion thường. Thì ở trên con màn hình này thì chúng ta sẽ có một cái con màn hình mà nó có chất lượng cực kỳ tốt. Chúng ta sẽ có một con màn hình 16 inch, độ phân giải là 2,4K, tấm nền IPS, độ sáng 500 nit, 240Hz với độ chuẩn màu lên tới 100% DCI-P3. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có thêm những cái công nghệ hỗ trợ cho chơi game cũng như là giải trí, ví dụ như là G-Sync, Dolby Vision hay là HDR400. Nhìn chung thì đây là một cái con màn hình nó không chỉ sử dụng để chơi game đâu mà nó rất là đa dụng. 100% DCI-P3 thì cái này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất tốt trong quá trình các bạn chỉnh sửa video. Và không những thế, với cái cấu hình siêu khỏe con này thì các bạn có thể làm những cái model 3D cũng như là các bạn làm những cái bức ảnh 3D nó chuẩn màu hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất, đây là phần cấu hình. Thì với phần cấu hình này thì nó sẽ chỉ khác so với cả phiên bản cao cấp nhất là nó thay từ con 4090 xuống con 4080 thôi. Tuy nhiên thì mình sẽ liệt kê lại một lần nữa để cho các bạn có một cái nhìn nó rõ hơn. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng con chip Core i9-14900HX này, RAM 16GB DDR5-5600, SSD 1TB, VGA chúng ta sẽ sử dụng một con RTX 4080 12GB DDR6 với cấu hình như thế này. Cái con màn hình như này thì đây nó không chỉ là một con laptop đâu mà đây nó là một cái con mà có thể thay thế được cái bộ PC của bạn nhé. Cái mẫu máy này sẽ dành cho những cái bạn yêu cầu một mẫu máy cực kỳ khỏe nhưng mà các bạn vẫn yêu cầu có một cái tính di động rất là cao. Và với cấu hình cũng như là cái màn hình của con máy này cộng thêm với cả cái phần cổng kết nối nó được để hết về phía phần mặt sau ấy, thì đây sẽ là một cái con laptop mà nó có thể thay thế được cái bộ PC cho các bạn và các bạn vẫn có một cái mẫu máy rất là khỏe nhưng mà các bạn vẫn có thể di chuyển được khắp nơi. Bây giờ đến phần cuối cùng, hiệu năng của nó thì nó sẽ như thế nào, mình sẽ test qua những cái bài test như sau. Đầu tiên là những bài stress test Cinebench R23 này, Cinebench R24 này, sau đó là PC Max 10 cũng như là một vài bài test khác của 3D Max. Tiếp đến là mình sẽ test qua những tựa game và cuối cùng là mình sẽ test qua Blender để xem cái hiệu năng render 3D của con này nó như thế nào. Vậy thì sau đây sẽ là phần test.
Thế là chúng ta vừa đi qua hết tất cả những gì mà mẫu máy này có rồi. Với hơn 86 triệu đồng, chúng ta sẽ có một con máy với build quality cực kỳ cao cấp này. Chúng ta sẽ có một cái màn hình siêu đẹp này. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất iconic đến từ dòng Legion. Và quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ có một cái cấu hình siêu khỏe, có thể đáp ứng được rất nhiều việc, nhưng mà chúng ta vẫn có đảm bảo được cái tính di động của chúng ta. Vậy thì với mức giá trên 86 triệu đồng thì các bạn có thấy mẫu máy này có đáng hay không? Hãy comment ở phía phần bên dưới nhé. Và đừng quên, nếu như xem xong video này, bạn nào đang có nhu cầu muốn mua và cũng như muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này thì có thể kích vào đường link ở dưới phần mô tả để với Alpha Computer. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.